Mới hôm qua em còn vui vẻ cùng mẹ hoàn thành bức tranh dự thi của trường mà sao hôm nay hai chị Xu nhà ta ôm điện thoại nằm một cục thế này. Không quá mẹ ơi, chị sáng nay mẹ nấu cho Xu món này, chị là không biết bao. Hai chị Xu nhà mình cũng biết thử thách mẹ quá nhỉ. Mẹ ơi, con thích vị cơm nóng chung muối quá. Con thích vị truyền thống quá mẹ ơi. Thích mà còn ngồi đó xuống bếp phụ mẹ một tay mới có đồ ăn kịp chứ. Oh yeah. Cũng may cho Xu nhà mình sáng nay mẹ kịp nấu nồi cơm nóng đó nha. Nhân tiện trong tủ lạnh còn ít trứng cút và trà bông, mẹ sẽ làm cho Xu một món cơm nóng siêu đặc biệt. Bước 1, Xu phụ mẹ trộn cơm cái nha. Mà công nhận kể từ ngày có rong biển rắc cơm Furikake Taukenoi này, việc nấu ăn của mẹ nhanh gọn hơn hẳn. Xu thèm vị gì là có vị đó luôn. Nhìn cái gói nhỏ nhỏ vậy đó chứ hương vị đậm đà lắm mà nghe. Vừa thơm ngon kích thích vị giác nữa kìa. Để xem nào, Xu tiên nhà mình thích vị trứng muối là cái loại màu vàng này nè. Nó này một chút muối nó mặn mặn luôn. Ngon. Ấy, Xu mà cứ bóc lụm thế này thì mẹ không còn đủ để trộn cơm đâu nghe Xu. Rồi xong luôn, ngon tới nỗi em quất hẳn một muỗng cơm luôn mới chịu chứ. Chưa xong đâu nghe Xu, để làm món cơm nấm này thì mình phải thêm một tí sốt mayonnaise nữa nó mới hấp dẫn nha. Đấy, phần cơm trộn của chị Hai Xu Ti xong rồi đó. Còn em Xu Mi nhà mình thì thích vị truyền thống mẹ, là cái gói màu xanh này nè. Xu xem thử có phải cái vị Xu khoái chưa. Nó hơi giòn giòn, đúng cái hiệu hương non ngày luôn đó mẹ. Giòn hả? Nhìn thế chứ hai bà Xu kén lắm mà nha, đúng vị mình thích mới chịu. Từ từ, chưa xong đâu nghe Xu, mẹ còn phải thêm ít trứng cút với lại trà bông làm nhân nữa. Bước 2 là mình bỏ cơm trộn vào khuôn, để trứng và trà bông vào rồi ép lại. Đấy, xong phần cơm nấm của Xu rồi nè. À mà hình như mẹ thấy thiếu thiếu cái gì á. Đúng rồi, phải thêm rong biển lá xay giòn season flavor Taukenoi này nữa mới đúng bài chứ. Nó có hai loại lận, loại màu xanh này là không cay dành cho Xu nè. Xem cái miệng chị Xu nhà mình ăn rong biển lá xay giòn mà mờ lem dễ sợ. Nhưng mà cũng phải để dành cho mẹ bọc cơm nấm chứ. Xu mà cứ ăn thế này là không có cái gì để bọc cơm nấm được đâu nha. Ô là la, nhìn cơm nấm mẹ làm cũng này nọ phết nha. Riêng ba mẹ thì thích ăn cay nên mẹ sẽ ăn loại màu đỏ này nè. Cũng giòn lắm Xu ơi. Đồ ăn xong hết rồi mà không thấy ba Dũng nhà ta đâu nhỉ. Ê cha, mẹ làm cơm nấm luôn ta, có phần cho ba không? Lại còn hấp dẫn quá đi. Thôi thì ăn luôn được không mẹ, chứ nhìn thèm quá à. Trời đất, nhìn cái tướng ba cha con ăn mà mẹ cũng thèm theo luôn à. Thôi để cho mẹ ăn chung với nha. Ta nói cắn miếng rong biển sấy giòn giòn mặn mặn, thêm một phần cơm nấm nữa. Ôi thôi, ngon tét cái nách luôn à nha. Kiểu này thì ba cha con nhà Xu chắc bữa nào cũng bắt mẹ làm món này mới đi học ăn cho mà xem. Ngon quá mẹ ơi, lần sau mẹ làm nữa đi cho cả nhà. Ok, Xu thích thì mẹ chiều. À suýt nữa mẹ quên, cái này như snack luôn á. Xu mang theo đi học ăn nhé. Vừa tiện lợi, đảm bảo dinh dưỡng, lại còn ngon miệng nữa chứ. Bữa sau mẹ làm thêm nhiều món cho Xu ăn nữa nha. Cảm ơn mẹ, Xu đi học đây.